Tại Soweto, khu ổ chuột của Nairobi, nhiều người tình nguyện đang làm xà bông từ rau xanh. Mục đích là để cung cấp xà bông cho cư dân để họ rửa tay, ngừa sự lây lan của COVID-19. Khoảng 86% dân Kenya gặp khó khăn tiếp cận với nước và xà bông mỗi ngày, theo một phúc trình của UNICEF hồi năm ngoái. Trong đó có đa số cư dân Soweto với tổng cộng 70.000 người. Ngay trong lúc này, vật giá đang tăng, số thu nhập ít ỏi của tôi là để nuôi gia đình. Liệu tôi nên mua xà bông hay nuôi mấy đứa con? Đối với những người như ông Maina, các tổ chức từ thiện như tổ chức Nhi đồng Thulinde có thể bù đắp vào sự thiếu thốn đó. Free hand wash. Free. Moshe mikono. People in this area they don't have money. Dân trong khu vực này không đủ tiền để mua xà bông mà rửa tay. Như quý vị thấy đó, một số ngay cả không có đủ nước để rửa tay. Nhưng khi được tặng xà bông, họ được khích lệ rửa tay bằng xà bông. Nhu cầu thì cao mà nguồn cung thì thấp. Chúng tôi không đủ phương tiện để cung cấp xà bông cho tất cả mọi người. Kenya hiện có tổng cộng 140.000 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận và hơn 2.000 ca tử vong. Nhà chức trách phân phối xà bông tại các cuộc họp ở địa phương về nguy cơ của virus corona. Chúng tôi đã tiếp cận rất nhiều người qua các nhà thờ và các cuộc họp của các trưởng làng, ngay cả tại các ngôi chợ. Quy định buộc các doanh nghiệp phải cung cấp địa điểm rửa tay cho khách hàng. Nhưng chính quyền thấy khó có thể thực thi quy định này. Chúng tôi đã tìm cách bắt giữ một số người để áp lực họ lập ra những địa điểm rửa tay. Nhưng xe nước chỉ tới mỗi tuần một lần. Đi lấy nước thì đổ đầy được 3 hoặc 4 thùng. Vậy nước đó liệu bạn sẽ dùng để lập địa điểm rửa tay hay mang về nhà để uống và tắm rửa? Cho tới khi có vaccine, rửa tay, đeo khẩu trang và giãn cách xã hội là hy vọng tốt nhất đối với cư dân tại những nơi như Soweto để tránh hiểm họa COVID-19.